nào cũng phải có cái đồ mang về này. Quả đang có hoa quả tiên. Chứ mua của ông Thắm cây quái, cực kỳ quái, mẹ cây nổi á. Ừ, cây nó nằm ấy, chứ không phải, nó đúng là bò chứ không phải đứng. Nó đẹp lắm, vẫn chết, mẹ không hiểu sao. Dễ nó ít quá nó chết. Để nhà chung cư chơi những con này nó bê nó nhẹ. Kể cả bê lên tầng 5 không thấy mỏi tay. À ừ. Có cần phải thay chậu không? Cái chậu này vẫn tiện. Nếu mà anh chơi nó anh có cái chậu dài hơn thế. Sang hơn thì cho một cái chậu khác nông rồi, để cho cây nó thấp thêm xuống. Ờ chứ chơi nó đẹp. Mục tiêu cho vào cái thống này nó hơi cao. Này thả nước mà anh. Thả nước rồi kìa. Vâng. Đấy cũng bèo. Đấy nước tới đây. Bèo. Giống ổi là nó ưa nước. Đấy. Ưa nắng ưa nước. Cứ phải nước nhiều thì cây nó khỏe. Chú nói bao tiền nhỉ? 1.500.000. Anh lấy đi rồi em bớt cho anh. Đấy, anh em làm việc nhé. Mai đã ăn. Tác phẩm nghệ thuật luôn này. Mai đã ăn đây. Chết đi em. Chết em. Anh làm nhiều. Anh làm chết em. Chết được, chết cứ cười phé phé thì ai chẳng muốn chết. Không, cười thì việc cười lúc nào phải cười rồi. Cái này đơn giản, hay hay. Sạch sẽ. Sạch sẽ. Ba thân bóng đẹp. Mỗi tội là cái này dáng mai nhỉ. Dáng kiểu mai nhỉ. Xanh. Cái này được cái bóng đẹp. Là bóng đấy. Nắng nóng thì bóng sẽ đẹp. Cái này mà chơi không yêu cầu quá cao thì chơi đây đẹp. Là mai, đây là mai đá này đúng không? Mai đá đấy. Mà bảo đấy có hoa. Ở trên rừng nó có hoa nhưng về trồng đấy. Nếu anh nếu mà để ở trên tầng 2 nhà chung cư là có hoa, nó giống kiểu như muốn có hoa thì anh cũng phải nuôi cái những cái dăm này nó già vào. Đừng có cắt, cứ cắt đi là lấy đâu ra hoa. Rất vui tính rồi. Sang xin phép để quay ở bên này. Bên này là điền thì thôi rồi. Những con chân nó luôn chậm ra như này. Gọi là hai tay họ. Bây giờ anh định bán bao tiền nào? Anh xác định bán bao tiền, tiền bán phải cao hơn. Không ấy nhá. Bán bao nhiêu? Chiều dưới anh bán đi. Đấy, 6 triệu khách em luôn rồi. Em sẽ bán được. Dưới anh cầm về chiều dưới nhá. Xin lỗi làm phiền bác tí nhá. Vì một số bác mới lên cho nên là không phải mới lên mà ý là lên người ta cũng chưa không thích người quay phim làm tiền lắm. Cái này cũng rẻ thôi. Đấy. Mày lại xem tin chưa rồi. Thì chân này thì nó sẽ ra được nhưng mà nó hơi lâu. Nếu mà có bãi bãi ra đây trước thì đi đi. Xanh quê, xanh quê. Mới cổ cái vòng ngày xưa thì cây này trên chậu lâu rồi nhưng mà mới cổ lại. Ngày xưa chắc nó rộng, rộng nó thật tích hoàng. Cổ lại
đục vào cái đục vào cái bãi này, đục cái bãi này. Dòng da xanh nhưng mà da xanh nõn hồng nhưng mà quái chủ không có đây nên không hỏi được. Okay. Cứ nghiên cứu xem nó có mốc không. To quá nhỉ, chở hơi ngại, phải bể vãi nó mới thu vào đây cho nên là còn gian nan lắm. Nghiên cứu xem là làm gì được với cây này không để múc này. Làm việc với bao nhiêu một cây để làm quen. Cây có cái thân chứ không phải là bệ, bệ thì bình thường, thân này cây cần hơi khó suy nghĩ, nước rẻ thì múc đây. Đây là màn của bác triệu chùa chứ biết rồi. Đấy, ra cóc rồi. Các chủ chạy đâu hết rồi, buổi sáng có khi là còn đi múc của nhau thôi. Cho nên là cứ phải là nhà một mình thôi. Đấy, ví dụ như cái cây u cóc kia mà nó chỉ cần ở bệ nó như thế này, ra ra như thế này thì lúc ấy lại không múc được nhiều tiền. Chẳng biết đó là ngắm tiếp của mình à, của mình các bác ra bán rồi à, tiếp quá. Tiếp quá. Hay quá, bán rồi à? Nhiều tiền không bác? Gần 2 triệu. Rẻ nhỉ. Hôm nay là một phiên giá rẻ quá. Phiên giá rẻ. Bởi vì là rất nhiều người lên thì giá rẻ thôi. Chiều rẻ thì xì Ngọc Phúc, Ngọc Anh. Đây là giò lan đẹp quá. Người bán còn đang vì nói chuyện với nhau. Cái này hay quá. Cái bệ này hay, cái thân và bệ này hay. Đoạn trên này thì không nói, đoạn trên này thì bình thường mà. Tất nhiên nó không phải là cái xuất sắc nhưng mà về nuôi là có tương lai.
là ngày tí. Đến đúng cái khu vực mà anh em chạy đi hết. Ở đấy ông Hiền cũng vừa lọc được một cái củ gai hay này. Hoành là phát nổ được này. Đấy, treo đây cho mọi người dùng. Nhà này hoa. Nhà này nó đấy, hoa nó có chút màu tím tím thôi. Đâu lục sáng thấy không có một cái chuối hay lắm này, được bán rồi.